Uống hết rồi, review thôi. Trên tay mình hiện tại đó là một hộp tạo sáng đến từ nhà Earthrise. Qua hơn một tháng sử dụng em này thì mình đúc kết được 5 cái điều sale muốn gửi gắm đến các bạn. Cái thứ nhất đó là sản phẩm này có thể giúp các bạn tăng cân nhưng không thể nhanh được. Trong cái thời gian đầu sử dụng thì mình có cảm giác thèm ăn hơn trước. Tuy nhiên cái điều này kết thúc cũng khá là nhanh. Và đến bây giờ cân nặng của mình nó vẫn không thay đổi. Có thể nguyên nhân một phần là đến từ việc mình uống không đều, không đúng theo cái liệu trình của người hướng dẫn. Tuy nhiên nếu mà các bạn cũng là mình thì chúng ta sẽ biết rằng rất khó để mà uống theo đúng cái hướng dẫn của người bán được. Lý do tại sao mình sẽ nói phần sau. Cái điều số 2 đó là sản phẩm này có thể giúp các bạn chống lão hóa. Tuy nhiên điều này cũng không rõ ràng. Trong cái thời gian sử dụng sản phẩm này thì da mình nó ít mụn hơn trước. Nhưng cũng có thể nó đến từ việc mình thay đổi cái lối sống, thay đổi cái cách ăn uống trong cái thời gian này. Thứ ba đó là loại tạo này có mùi khá là tanh. Mùi tanh là đặc điểm chung của những loại tạo sáng nguyên chất. Nên nếu các bạn mua những cái hãng nào mà nó không có mùi tanh ấy, thì có thể là không phải đâu nha. Cái điều số 4 đó là uống cái loại này rất là phiền. Theo hướng dẫn của người bán thì mỗi ngày mình phải uống 3 lần, mỗi lần 6 viên. Tức là một ngày mình phải uống tới 18 viên. Cái việc uống như vậy dễ khiến chúng ta bị quên, bị bỏ bữa. Đấy, đó là lý do mà tại sao mình nói về trên á, mình uống không đúng. Cái điều số 5 cũng là điều chát nhất. Đó là giá sản phẩm này khá là cao so với chất lượng của nó. Một hộp như thế này sẽ có giá từ 800 cho tới 1 triệu đồng. Nếu mà uống theo liệu trình như trên thì đâu đó khoảng chưa tới một tháng là đã hết rồi. Trong khi đó thì mình lại mua tới 2 hộp. Tóm lại các bạn chỉ nên xem đây như là một cái loại thực phẩm bổ sung để giúp chúng ta tăng cái sức đề kháng thôi. Còn cái chuyện tăng cân thì nó cũng khá là mong manh, dễ vỡ lắm. Qua những cái ưu nhược điểm trên thì mình chấm cho sản phẩm này là 6 trên 10 điểm. Minh Triết đồng hành cùng bạn tăng cân an lành. On in.